chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay anh Huy có một vài chiếc xe tay đua Ngân Hà đóng hàng để gửi đi. Chúng ta sẽ có 4 chiếc gửi đi Vĩnh Long và chúng ta sẽ có 2 chiếc gửi đi thành phố Dĩ An, Bình Dương. À, có một số bạn ở Bình Dương hỏi anh Huy là Bình Dương đã giao lại được chưa. Khi tạo đơn trực tiếp á, thì anh Phi vẫn chưa thấy có nhà vận chuyển, và một số bạn đặt từ Shopee cũng không có phân bổ được nhà vận chuyển, nhưng mà một số bạn ở Bình Dương lại đặt được. Cho nên theo anh Phi thấy ở Bình Dương á, thì sẽ có dùng những cái khu đặt được và những cái khu không đặt được nha các bạn nhé. Còn các bạn hỏi anh Phi khu nào đặt được, khu nào không đặt được thì anh Phi xin lỗi, chịu thua, không biết được ha. Các bạn cứ lên Shopee các bạn đặt hàng thử xem coi cái dùng của các bạn nó mở ra chưa, nó có nhà vận chuyển chưa. Nếu nó mở ra mà chưa có nhà vận chuyển thì chưa vận chuyển được, còn nếu đã có nhà vận chuyển cho các bạn chọn thì đã đi được rồi. Chẳng hạn như cái đơn đi Bình Dương nè, thành phố Dĩ An Bình Dương này là đã có nhà vận chuyển rồi, và ngày hôm qua cũng có một đơn đi Bình Dương nhưng không phân bổ được nhà vận chuyển cho nên đã bị hủy đơn. Bây giờ trước mặt anh Huy sẽ có 2, 4, tổng cộng là chúng ta sẽ có phải thêm một hộp nữa các bạn, bị thiếu cái con ngựa một sừng rồi, thiếu cái con ngựa một sừng rồi ha. Và anh Phi sẽ xem lại, ở đây chúng ta sẽ có 2, 3, 4, 5 hộp, đúng ra phải 6 hộp mới đủ. Còn do cái hộp này nó hơi cũ cho nên anh Phi có yêu cầu anh Lĩnh đem 2 hộp xuống để anh Phi xem coi hộp nào còn ngon để anh Phi gửi đi cho khách ha. Hộp này nó hơi rách chút xíu, hộp này còn ngon nè các bạn ha. Ok rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu kiểm tra hàng lại và bắt đầu test hàng ha, và đóng hàng gửi hàng cho các bạn nhé. Rồi các bạn, anh Phi đã cố định góc máy rồi đây. Anh Phi xin lỗi là một bộ là 3 con, một bộ là 2 con, tổng cộng là 5 hộp, đúng rồi, với một hộp dự phòng là 6 hộp đủ rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test trước cái bộ đôi đi ha. Bộ đôi gồm có con ngựa một sừng 2506 và một cái 2010-3 là cái con xanh dương này ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu test nha các bạn nhé. Cái hộp này nó hơi méo một chút xíu nhưng mà nó vẫn là hàng mới nha. Anh Phi vẫn nhắc lại các bạn, nó là hàng mới, nó còn cái lớp tem bảo vệ đàng hoàng. Không phải là anh Phi gửi hàng hộp hư cho các bạn đâu, không phải. Nhưng mà do hàng ở trên kho nó nằm cứng với nhau á các bạn, cho nên là nó sẽ bị như vậy. Và anh Phi cũng sẽ tháo ra nè các bạn thấy không. Anh Phi tháo ra để các bạn thấy rằng là anh Phi test hàng từ ở trong cái hộp có niêm phong, chứ không phải là anh Phi lấy từ một cái hộp lơ mơ ở ngoài. Các cái hộp mà lơ mơ ở ngoài mà bị rách cái này nè, hoặc là nó không còn á, thì anh Phi chỉ dùng để lấy linh kiện để gửi bù cho các bạn mà thôi nha. Nhưng trước mắt thì anh Phi sẽ test cái hộp hàng này cho em xem nó như thế nào ha. Bên trong mới toanh các bạn thấy không, và ở đây thì ốc vít rờ le nè, anh Phi kiểm cho đầy đủ là 1, 2 ha. Rồi đầy đủ, và bây giờ nhiệm vụ của anh Phi là sẽ test cái motor này nữa là xong nhé các bạn nhé. Test cái motor để đảm bảo rằng là motor hoạt động bình thường, để khi các bạn ráp vô mà các bạn báo anh Phi không, nó không chạy á, thì là do các bạn ráp chưa chuẩn ha. Nó quay nè các bạn, đây nó quay đây ha. Các bạn muốn xem coi nó quay như thế nào không, anh Phi sẽ cho vô đây một miếng băng keo ha. Anh Phi bụp nó lại, anh Phi bụp nó lại các bạn mới thấy nó quay như thế nào, các bạn thấy không. Nó quay văng miếng băng keo luôn rồi đó ha. Rồi xong thì sau khi mà cái motor anh Phi kiểm xong và anh Phi kiểm những cái rơ le ở đây, nhìn cái rơ le ở đây, nếu mà đầy đủ rồi thì kể như là ổn ha. Này bánh răng nè, bánh nè ha, rồi niềng lên xe nè là đầy đủ rồi đó các bạn. Và bây giờ thì anh Phi sẽ lắp cái hộp này lại, anh Phi sẽ làm hộp một lần cho nên bây giờ thì anh Phi đi kiểm hàng thôi nha. Rồi đây ha, nó có hơi hở ra chút xíu nhưng cũng không sao đâu, một hồi anh Phi sẽ dán băng keo lại đây ha. Lường trên lường dưới, rồi bánh răng niềng bánh xe đầy đủ, chỉ có cái motor là anh Phi sẽ phải kiểm lại nhé. Anh Phi sẽ kiểm lại cái motor, anh Phi sẽ cắt ngang hông này, anh Phi dễ lấy nha, tại vì cái motor nó nằm ở ngang hông ha. Các cái rơ le thì nó nằm ở đây nè các bạn ha, bộ rơ le nằm ở đây nha. Rồi bây giờ thì nè, đây là rơ le nè, nó ép nhựa, nó ép dính vô đây nè, đây nè ha, các bạn nhìn ở đây
này. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ kiểm cái motor nữa là xong ha. Xe tay đua ngân hà thì thường anh Phi sẽ làm như vậy. À các bạn hỏi anh Phi kêu các bạn đăng nhập lên Shopee để xem, thì các bạn đăng nhập vào trang Shopee này đó, là Shopee shobee.vn xuyệt yêu đồ chơi trẻ em là của cửa hàng Abo đó các bạn ha. Cho nên đó là các bạn muốn vào được, hoặc là các bạn xuống cái phần diễn giải của cái clip này nè, các bạn sẽ thấy được cái phần là Abo trên Shopee, thì các bạn đăng nhập vào bấm vào cái link đó là sẽ vào được Abo trên Shopee nhé các bạn nhé. Hoặc là các bạn gõ là shopee.vn xuyệt yêu đồ chơi trẻ em là các bạn sẽ vào được Abo trên Shopee. Hoặc các bạn có thể truy cập từ các cái link mà anh Huy để lại trên các cái trang như là Facebook nè, hoặc là phần diễn giải của cái YouTube đó các bạn, là các bạn sẽ thấy được là Abo trên Shopee ha. Rồi các bạn cứ đăng nhập vào đó, các bạn tìm cái sản phẩm xe tay đua ngân hà thì các bạn sẽ thấy, hoặc là các bạn lên Shopee các bạn gõ xe tay đua ngân hà cũng có khả năng các bạn sẽ thấy được những cái sản phẩm anh Phi đang cung cấp cho các bạn. Nhưng mà hiện nay có một số dùng là vẫn chưa gửi đi được nha các bạn nhé, vẫn chưa gửi đi được, cho nên đó là các bạn thông cảm ha. Chờ nhiều khi nó cho đặt hàng luôn á nhưng mà nó không gửi đi được, là nó không phân bổ được cái nhà vận chuyển, là cái đơn này đã bị rồi, những cái đơn kiểu đó đã bị trên Shopee rồi, cho nên anh Phi mới có cơ sở anh Phi nói chuyện với các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi chuyển qua test ba cái con này ha. Một con là 2210-4 và một con là 2205, một con nữa là 2508. Do cái hộp nó hơi, nó cũng chẳng cũ gì đâu các bạn, nó còn đầy đủ nè các bạn thấy không. Còn đầy đủ, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test nhé. Để test được nó thì chỗ này không cần phải dùng dao, tại vì nó thở ra sẵn rồi. Anh Phi sẽ mổ nó ra. Rồi, hàng này thì cần phải mổ nè. Đấy. Chủ yếu là anh Phi sẽ kiểm tra đầy đủ và kiểm tra motor cho những cái hàng này. Tại vì khi không kiểm tra motor á, khi về các bạn ráp vô mà nó không chạy á, thì thường các bạn sẽ đổ cho cái motor nó bị hư. Cho nên anh Phi phải lường trước cái chuyện này nhé. Và bây giờ anh Phi sẽ kiểm cái hộp 2508 trước. Rồi thấy không? Trong này ngon lành chưa? Đấy, không có cần gì phải lo lắng hết nha. Anh Phi sẽ kiểm rồi le 1, 2 đầy đủ và anh Phi sẽ kiểm motor. Motor để anh Phi cần cắt cái chỗ này ra để lấy cái motor ra nha. Đây, ha. Motor thì cần một cái dây để có pin để thử ha. Rồi đây, ngon lành. Để vô nó quay. Tại vì cái motor này là cái motor quay cũng tầm nhanh đó các bạn ha. Tầm nhanh 40.000 vòng một phút, cho nên nó quay rất là nhanh. Và khi các bạn ráp hoàn thiện xong, các bạn cho vào xe mà các bạn ráp chuẩn rồi á, thì các bạn bỏ pin vô á, bật công tắc lên nó phóng rất là nhanh nha các bạn nhé. Rồi xong, và bây giờ tiếp tục anh Phi kiểm tới cái hộp này. À, anh Phi đi tìm cái motor đây, cái motor nằm đây các bạn nha. Rồi cái việc test hàng tới đây là cũng là xong xuôi rồi đó các bạn. Anh Phi chỉ kiểm tra thêm những cái motor, rồi kiểm tra đủ thiếu của cái hộp hàng nữa là xong hết các bạn ha. Và tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác của cửa hàng Abo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.